đẳng cấp loa thép chống cháy loại chân gỗ có đủ các mẫu từ 500k, 600k, 800k, 1 triệu, 1,5 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Đây là cặp 1 triệu 500k. Cặp này là 450 đại, phễu 16 vuông, chiều cao tổng là 20 phân. Có chế độ bật siêu tép, đây là tép thành phẩm rồi. Đây là 450 đại, vuông 4,5. Đây cũng cặp 450, từ nó nhỏ hơn. 1.250k bao ship. Đây là tép thành phẩm rồi, từ 12 nhá, vuông 4,5. Bàn này có hai màu, màu đen và màu gỗ. Zoom lại cho anh em xem này. Đấy, sang bên này là mẫu 450 đại, 1.500k một cặp. Bao ship rồi. 1.200.000 đây. Riêng phần khung sắt thì thiết kế một bên công tắc nhá. 1.200.000 và một đây 1.200.000 đây. Đấy, sang bên này là mẫu 2 triệu. Mẫu là mẫu 450 đại vỏ gỗ nặng 7 kg một đôi, 2 triệu một cặp. Đây là tép cao cấp nhất. Sang bên này là mẫu 1. Báo giá chi tiết hai mẫu tép 1 triệu và 1.500k. Đây là 1.500k này. Đây là 450 500 nhập khẩu xịn. Sang bên này là mẫu 1 triệu của 350. Hai dòng này là chúng tôi sản xuất rất là nhiều. Chi tiết hơn thì mình sẽ đi giới thiệu mẫu 1 triệu. Đây là phễu 12x12, chiều cao là 16 phân. Trang bị hệ thống chống cháy. Tép này chống chói tai nhá, có hai chế độ này. Gạt lên là siêu tép, gạt xuống là tép. Dây thì làm dây sẵn 1 mét rồi, vì anh em đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Đây là mẫu 350. Từ 9 nhá, côn 3,5. Loại này có thể dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò, 60 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Sử dụng tổng hợp cho tất cả các loại loa. Có nghĩa là nhiều anh em cứ hỏi là bắt 25 thì dùng tiếp nào. Nhưng không cứ nhá anh em nhá. Loa 1 triệu này, có thể mẫu 1 triệu này có thể dùng cho tất cả các loại bát. Từ bát 20 đến bát 50. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Nói chung là dùng chung tổng hợp. Anh em có thể dùng 1 đến 2 đôi chứ cùng một bộ dàn. 1 triệu một đôi này, củ 350 xịn, côn 3,5. Phễu 12x12 ghi rõ rất cụ thể đây rồi. Đấy. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok. Đấy, nhớ nha. Bóng đèn mà bị sáng là do cảnh báo vang nâng lọc. Đang méo tín hiệu. Đây là bóng dự phòng sơ cua nhá. Bóng này có thể rút ra và thay thế. Anh em giả dụ như anh cái bộ dàn không chuẩn thì có thể bị sáng bóng và cái bóng này đứt tóc thì tép nó sẽ không kêu. Anh em rút ra và thay bóng dự phòng vào. Ok thôi, thay dễ thôi. Chỉ cần rút ra vì nó cái dạng đuôi cắm các bạn nhé. Anh em nhìn này, chân này. Đấy, ok này. Dễ rồi, đây, có hai chân này. Đấy, để cắm vào đúng lỗ nhá, có hai lỗ, bị tí. Đấy, nha. Đấy. 1 triệu một đôi, bao ship. Đây mới là nó tép chống cháy nhá. Còn sang bên này, mẫu 1 triệu 500k. Mẫu này thì là củ 500 nhập khẩu. Hai cái loại này đều là nhập khẩu hết. Đấy, phễu này thì 16 x 16, cao 20. Đấy, cao tổng. Ghi rõ cụ thể cho anh em rồi. Đều có chế độ bật siêu tép. Đây là tép khung gỗ nhá. Gạt xuống là tép này. Gạt lên là siêu tép này. Đấy, ok, đây là củ 500 nhập khẩu xịn. Loại này cũng có thể là dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Đấy, 60 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Dây thì chúng tôi làm dày sẵn 1 mét rồi, vì anh em đấu và đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được.